ăn mời cả nha. Nhà ăn bánh tráng với mình nha. Rồi mời cả nhà dùng ly đi cả nhà. Rồi 1 2 3 vô. Chút xíu nhúng cúng là trời lắm. Nướng cuốn bánh tráng nha cả nhà. Dễ gì quá. Giờ bắt đầu mình ướp cá và mình nướng nha cả nhà. Đây, con cá đầu tiên của mình đây cả nhà ơi. Rồi, như các bạn đang thấy ha. Hồi nãy là có một thợ mần cá, rồi bây giờ thêm một cái đầu bếp nướng cá nha các bạn. Trời ơi là cha. Lên trên xe đi con. Cha ơi, cha mua thuốc cho con đi cha. Ừ. Thuốc còn trong nhà. Vì sao cha hỏi rồi tới cha đâu có mua thuốc. Sắp chết rồi. Bóp ở chỗ này ơi. Gì? Đừng gỡ ra luôn á, gỡ ra là bị không, gỡ ra gì đấy, gì nó quét cho nó ruột ra. Đấy, xảy cô vậy. Đó, cho nó đừng cái bị dính này Tiền ơi. Thôi bỏ luôn đi, dở lên làm gì? Cái đi, phải đen đen vậy mới đúng cách nướng chứ. Cái này luôn hả? Sắp lên này luôn hả? Chứ là đây là một cái dĩa riêng hay gì? Lấy dĩa riêng hay gì? Để mẹ cái này đi. Vậy hả? Được không?
Còn chuyện mất cửa vậy. Bây giờ đến con thứ hai nha cả nhà. Con này cũng lâu lắm rồi, chắc thấm dữ lắm rồi cả nhà. Nằm cho ngay ngắn đây coi. Nóng hả? Sao để lên nó nằm yên? Không phải, nó cũng không nóng lắm không, nhưng mà nó giật mình. Ý là nó cũng nóng mà dạng nó không đến nỗi nào. Con này hơi dính rồi. Tiếp tục con cá thứ ba cũng là con cá cuối cùng nha cả nhà. Rồi, cuối cùng con cá thứ ba cũng đã hoàn thành rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho nó vào khay này luôn nha cả nhà. Ây. Đây. Bây giờ cá nướng của mình đã hoàn thành rồi nha cả nhà. Bây giờ mình lên nướng gói bánh tráng nha cả nhà. Rồi, hiện tại thì ba con cá đực hồng của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ cá này thì tí nữa nhà mình sẽ tiếp tục gói bánh tráng nha các bạn. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món cá điều hồng nướng cuốn bánh tráng cùng với nhà mình ha. Bây giờ tiệc Tùng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Bây giờ mình vào tiệc thôi ha. Này mời cả nhà ăn bánh tráng với mình nha. Rồi mời cả nhà dùng ly đi cả nhà. Rồi một hai ba vô. Chút xíu nhụm cúng là trời rồi, bỏ luôn. Ăn mà đi đạp không ăn được đâu. Nhưng nó tội với cái vụ gì đang ngậm ra. Ăn bộ này vậy nè, ngon quá. Đang ngậm lá. Quá thì ngon, mà đau lắm. Mày nó mất ăn đó, mất cầm chứ thôi nó ký mày đó. Cái gì vậy? Tính đâu cho tôi chứ ai vậy không ăn. Cỡ chai bia à. Mời cả nhà ăn bánh tráng cuốn với mình nha. Để người ta ăn cơ không là làm vậy là biết mi biết nói liền không nó đâu. Trời ơi vợ người ta quay rồi. Chồng quay mới biết chứ. Nghĩ làm vậy thôi là được. Qua nè. Để em cuốn nhà cái nào đi nha. Chưa cuốn là mừng rồi đó. Mời cả nhà nha. Ăn bánh tráng cuốn với mình nha cả nhà. Để em bấm lên chấm được. Ăn cái nước cái đầu. Mẹ biết một trứng không đứt. Để mày đưa vô cắn đâu được.
Mời ăn trước đi, mình cắt ăn sau nè. Cũng ngon lắm chứ. Thì cho cái tô bự quá vậy. Bự ăn mới lại. Không ăn gì à, mình chấm ăn cả nhà. Uống nước mắm hay gì? Cá không? Uống hả? Ngon cả nhà ơi. Có lộ bên bệnh làm hết rồi. Con cơm nhé. Làm xong rồi. Ngồi hết cái đường vô luôn. Dễ vô. Mời cả nhà cuộn bánh tráng nha. Làm gì luôn á. Để em suy nghĩ diễn chơi gì vậy? Diễn chú. Nói dai gì đó mình diễn dai gì đó mình dai. Giờ cái dai gì đó con cứ dịch dai đi. Mở bữa xuống đi. Ta cuộn cho tâm ba cuộn. Nó mắm này hơi chua. Chua, này chua. Hơi chua. Rồi, mình cuộn chất lượng thứ chồng. Thấy chị hai mày cuộn như ở thành phố không kìa, chị hai mày cũng đẹp kìa, em cũng lấy. Rồi, hiện tại cá điều hồng cuốn bánh tráng xong rồi các bạn. Cái này bà Tám cuốn cho mình nghe các bạn, nhưng mình cũng không biết cuốn này ha. Bây giờ mình mời tất cả các bạn một cuốn bánh tráng này nha. Rồi, mời cả nhà luôn nha. Thì ra là em cha không biết. Đây, mời tất cả các bạn ha. Nước chấm à. Nha. Bánh tráng. Ăn gì? Bánh tráng. Rồi, mời tất cả các bạn uống nha. Nữa, quá trời ơi. Cuốn cái bự bự đi. Cuốn cái bự bự đi. Ngon. Ngon. Vô nè, la lớn lên cái trời. Có ba người la luôn hả? Ừ. 1 2 3 lô. Trời ơi, ba dữ vậy. Trời. Nó giống hai người ta đó. Công nhận bánh tráng, bánh tráng cuốn cuốn sẵn ngon thiệt. Công nhận bà Tám mới làm bỏ cái miếng mỡ luôn ta. Không ngán nè. Có mở vô cái nó mở không? Không. Ừ. Ừ. Ngủ đã lập thù thù vậy. Mới vậy. Trời ơi. Tâm mà nghĩ cái gì? Kiểu gì mà giờ nó mới vậy. Ủa thì nãy điện nó đâu có máy, nó nói xuống rồi ai biết. Nó lên hết rồi. Cả nhà đang đợi con luôn á. Thấy gì không? Nè. Có chén đũa, có mồi nè, có rượu bia nè. Trời ơi, nó kêu đó, nó rồi, xuống. Nè nó kêu nãy giờ đó rồi đó. Nhanh lên đi ông ơi. Cho xin miếng bánh tráng nữa kìa. Rồi. Để nước nha. 10 phút nữa phải chạy nó xuống nha. 10 phút nó xuống luôn. 10 phút luôn nữa còn gì. Nó cũng phải đánh răng rồi bận cái áo. Trời ơi, mặc áo vô đó, nó lấy được nó tém mà tém lại rồi. Chạy xuống. Bước đi về vô cái hết rồi. Có lý, có lý. Tại chỗ điện sao mà giờ này nó mới vậy à? Nói điện thì là ừ, điện là biết ừ thôi chứ mày biết sao vậy? Ê, gửi này ăn biết giống vậy, bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn à? Ừ. Thì cũng ngon á. Ăn không á? Lúc đó là mới vậy về luôn hả? Nói mà chi đâu? Vậy đó à, ăn ké luôn. Để xem thấy mất nóng quá trời. Thấy cái ế lên đây cái là nhảy vô lề đứng rồi cái tự nhiên thắng lại cho lại kênh gì nè. Đứng rồi lại sao ở đây mẹ nó dọn nó gạch vô hôm nay hết trời chứ tới chỗ rồi sao nếu mấy cái bánh tráng để cái này là quân nó có cuốn hay không cuốn thôi đây nữa nè mẹ nhìn chị ba là để đi qua đó nè ừ bánh tráng thì khui cá ơi kim cương gấp rồi quá ta hơi chéo à. Đây đi đây 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 đỉnh hơn cô bông miền hả. Ừ, à, mọi người gấp được nữa hả? Được. Tới lớn nó mới gấp được. Vậy đó mà còn kêu cái đồ là mời nó ở lỗ tai mẹ cái kéo thôi nha. Nó mang nữa. Cắt lại đi. Cắt được mà. Găng đầu cắt. Đó, trời ơi. Kiểu nào hả? Nó xé được. Mẹ ơi. Lấy cái đồ cột ra được. Lấy cái đồ khác được chứ.
xé nhưng mà cũng còn miếng tem á. Còn miệng này cũng chán giống nước mắm rồi. Đúng rồi. Nó mua ngọt kìa đó, nó giờ ngọt học bài mà ăn hết nó ngọt luôn. Đó giờ nó cuốn không á. Nên nó chấm bánh với nước mắm vậy. Em cái vô hàng em mày gấp đó đó. Rồi giờ chuẩn bị làm mới mới lên xin luôn đó. Trời ơi. Cháo mình ăn hai chị ăn cái hết rồi. Bây giờ mình ví dụ mình có nhiêu thì mình cứ làm hết như vậy là nghĩ tới bốn cái vậy không? Vậy mà nói đây cứ nói là chí tâm. Nó nằm chí tâm. Chí tâm chí tập trạng đây rồi. Bạn bảy 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 mà tay ga mà. Bạn của em phải không Quyền? Bạn nó thì yêu chú Mười, nó nhỏ tuổi hơn đó không? Vui bạn không? Có bạn mà, tôi nói bạn có Quyền hả? Nóng tới hả? Thằng kia là nó Út lớn hơn. Út hoài vậy ta? Nó nhỏ lớn. Nó biết thương hay gì đó nghe hai. Anh có gì vui là vui lắm. Ngày miếng luôn á. Thôi, Quân nè, với nghèo mới nhỏ hơn Quyền. Nghèo chắc nghe lộn thì thôi. Chứ sao, cũng như nào tao nói mình vui mà nó nhỏ hơn Quyền nè. Vui là bạn hả Quyền đúng không? Với cái thằng Thạnh nọ mà đến tới là cũng bạn nghe Quyền luôn á. Thạnh cho số 2 bạn. Quay ra con. Đúng rồi. Vậy nó về đám cưới luôn hay vậy mà. Chưa. Thằng Quân hả? Đi tới luôn hả? Trời đất. Tính lớn gì vậy, tháng gì vậy? Quá, ở trên Sài Gòn là tháng rồi, hết tháng 12 đầu tháng 1 rồi. Nó cũng là nó cũng đeo lắm rồi đó, hiểu không? Thứ hai tốt, còn tốt bệnh. Thì nó nghỉ lần khuyên, mà nghỉ lần khuyên nào? Cái, lúc mà làm thì làm. Có ăn còn lúc nghỉ đó thì tới làm mười mấy nào nữa mười mấy á, có 12, 13 gì á. Ê, vậy tính nào ra tháng luôn á, nay 12 nè. Hồi sáng. Tức là vẫn có lên làm đúng không? Ý là nghỉ tới sớm. Tại nó đóng cửa. Nè Tâm có đẹp nè Tâm. Rồi, rồi. Đẹp rồi ha. Cái mười không có gì. Không. Rồi. Đến cái mùa chiếc quay trăm chạy rợm thôi chứ còn cái xe này giờ không ham nữa. Mấy bữa càng luôn á mà không đi chơi mà bữa mắc mưa về cái rồi. Tại vì nó thấm rồi, chưa nó thấm rồi đó. Bữa đó mà vẫn bữa mấy bữa nước ngập á. Bữa đó giặt bộ mà thêm hai đứa bị mắc mưa, nó ướt ngơi ngót hết trơn, đâu đem có mưa đâu. Tự trên công ty về nhà luôn hả? Về làm á. Ngồi luôn á, về tới ngã ba Long Hiệp. Hồi sáng nói gì vậy? Tự ngã ba Long Hiệp con đi. Từ chưa tới điện máy Chợ Lớn là nó bị hư nha. Lấy tủ hay dính kia dẫn xuống về tới ngã tư Long Hồ. Nhung vậy hay vậy khúc á trời Nhung. Cái nó chết khúc. Cá không hả? Cái này dùng mua gì chạy được nè. Không phải. Ông đòi mua chiếc tour chờ giống anh hai. Mà chiếc này mà giờ dùng mà chạy được 5 năm cái nó xuống cái thay đồ cũng được. Nó tiện lắm á. Tại vì nó 4 mấy triệu. Thì con trả phần thôi, mười mấy triệu. Tiền sống dạng hết trơn rồi. Trời ơi, nghe nói thì. Hồi đó mới nói với mọi người. Sắm hết mấy quyền rồi thì mẹ không nói nào lấy đồ nó về vậy. Nói chứ là mày chịu chắc cũng mua trả góp á, mua trả góp cho nó nhẹ tiền. Rồi mình tạm dừng video đây nha các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.